More paper? More fish sauce? Good enough. Okay. Where's your chicken? You're hiding in under the bottom again? Chicken, yes. Oh, where chicken? Chicken last. Oh my God, chicken at last again. Burry chicken. Yes, right. Eat chicken and soup same time, yeah.
boa. Bem, né? É. Bom. Nam thì có cái phở gà ngay chỗ đường Hai Bà Trưng á. Đó là ban đắt quá, ban mắc quá, bán gì 80.000 tô hồi xưa, ăn chắc bây giờ lên 100.000, đâu gì đâu. Mình ở bên đây mình nấu
mình ăn phở, giờ mình không uống nước các bạn, thì quá vậy. Thì được nha, ăn bông ăn, cứ bắt luộc, ăn rồi không ăn, không uống nước, hấp hết nước mà. Ông cứ nói, mà ông nói, trời ơi, ăn luôn. Nước là người ta nấu hầm ra ngon. Nói, mình nói trời ở Việt Nam này nóng quá, ăn phở rồi hấp nước đồng hồ dữ khó chịu.
Thôi, ăn xong rồi thì các bạn. Rồi. Chào các bạn. Bye bye.